Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, ở miền Bắc tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trên độ cao 5.000m lại xuất hiện một vùng hội tụ gió. Dưới tác động của vùng hội tụ gió này, trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và phần phía Tây của tỉnh Hà Giang có mưa rào và dông. Cũng do tác động của vùng hội tụ gió mà ngày hôm nay ở khu vực này trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày không cao, dao động trong ngưỡng từ 30-32 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố còn lại ở Bắc Bộ, trời có nắng và nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong ngưỡng từ 33-35 độ và trời tiếp tục oi bức về trưa và chiều. Ở miền Trung, sau chuỗi ngày mát mẻ thì từ hôm nay, vùng thấp nóng phía Tây phát triển, hiệu ứng gió phơn sẽ lại bắt đầu thiết lập trở lại. Miền Trung sẽ trở lại với trạng thái nắng mạnh từ sớm. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Quảng Ngãi sẽ xuất hiện nắng nóng với ngưỡng nhiệt từ 35-37 độ. Trong khi đó, khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn, duy trì trong ngưỡng từ 33-35 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày phổ biến từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12-16 giờ. Cảnh báo, đợt nắng nóng này có thể có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Gió mùa Tây Nam tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh thành phía Nam. Vì thế mà hôm nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông trên diện rộng với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm. Trong ngày hôm nay thì cơn bão Nebatak mà chúng tôi đưa tin trước đó sẽ bắt đầu đổ bộ vào Nhật Bản. Bão Nebatak đang di chuyển trên Thái Bình Dương với vận tốc là 35 km/h và gây gió lớn với tốc độ lên tới 108 km/h. Trước đó thì bão Infa đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc hôm 25 tháng 7 và gây ngập lụt ở nhiều nơi. Trên miền đông thì từ đầu năm 2021, đến nay đã xuất hiện 3 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông. Và dự báo trong 5 tháng còn lại, vẫn sẽ còn khoảng từ 9-11 cơn áp bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông, trong đó có khoảng từ 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay, 27 tháng 7 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, giữa vùng Tây Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 36 độ, riêng Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên là từ 28-31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, vùng núi vọng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, vùng đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, giữa phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Bắc Biển Đông, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.